Bữa ăn xế chiều trên bàn có 6 bạn mà em bưng có 5 tô. Xong em cho mấy bạn ăn thì em bước nhầm tô này cho bạn này thì lại qua bạn kia. Đầu tiên ý, rõ ràng là mình sai rồi đúng không? Vì mình sai mình phải xin lỗi. Không xin lỗi, không có giải thích, không có biện minh là em mệt quá hay là do lớp đông quá. Không có do gì hết, chỉ có là em xin lỗi và em xin rút kinh nghiệm. Điều thứ hai, cô giáo đó hãy xem lại cái kỹ năng của mình. Vì sao ạ? 6 cái suất ăn mà chia có 5 suất xong còn bước nhầm bát thì đây là một người không hề cẩn thận, không chi tiết, không chu đáo. Cái gì mình sai thì mình sai được, nhưng cái tính chu đáo và cẩn thận của một cô giáo mầm non nó là tố chất, là bản chất của nghề rồi. Các bạn không được phép sai, không được phép vi phạm vì nó ảnh hưởng đến cái an toàn của trẻ con. Cái cô trả lời cái tin nhắn này cho cùng hơi thẳng thắn một tí, nhưng mà cô nó nói luôn cái việc đấy nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà sai là cũng không được, không sai được, không thể chia thiếu một suất ăn cho cháu được. Mặc dù chắc là hôm đấy con lơ đễnh, hôm đấy cũng có thể là hôm đấy lơ đễnh việc gia đình rồi thế nọ thế kia, con người không hoàn hảo đúng không, mình đồng ý cái việc đấy. Cô lơ đễnh nên là cô lấy thiếu suất ăn cho trẻ, cô lơ đễnh cô bước nhầm bát ăn cho trẻ, nhưng mà lơ đễnh vậy không được. Đó, vậy thì những cái việc khác thì cả ngày hôm đấy đối với trẻ con nó vô cùng nguy hiểm. Nên cái ngày hôm đấy đề nghị là mình là gì ạ? Mình xin nghỉ làm đi, mình về nhà mình nghỉ ngơi đi, mình giải quyết việc cá nhân xong đi, rồi hãy quay trở lại trường. Chứ một cái bữa ăn lơ đễnh như vậy, còn những cái việc khác đi ra ngoài trời, đi ra sân chơi, đi ra vui chơi mình lơ đễnh trẻ con nó mất nguy hiểm thì làm sao? Nên là cách mình làm một việc là cách mình làm mọi việc. Vậy nên vui lòng đừng lơ đễnh trong công việc chăm sóc trẻ con.